Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của tạp chí điện tử tiêu dùng. Các bạn thân mến, chính thức bước chân vào thị trường laptop Việt Nam từ năm 2017, dòng laptop LG Gram đã gây được tiếng vang lớn nhờ trọng lượng cực nhẹ, chưa tới 1 cân, thời lượng pin bền bỉ. Và với thế hệ Gram 2021 thì LG tiếp tục gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế mỏng gọn cùng trọng lượng siêu nhẹ đặc trưng, đồng thời mang tới những cải tiến lớn về màn hình, hiệu năng, thời lượng pin và độ bền, tạo nên chuẩn mực mới cho những mẫu laptop được mệnh danh là trợ lý đắc lực, đồng hành cùng các bạn trẻ trong bất kỳ bối cảnh nào của thế giới. Và trong video đánh giá này thì hãy cùng điện tử tiêu dùng tìm hiểu về chiếc LG Gram 14-2021 để xem là chiếc laptop này có thực sự thuyết phục được bạn hay không nhé. Hiện tại thì mức giá của LG Gram 14-2021 đang dao động từ khoảng 34,9 triệu đồng đến 47,9 triệu đồng tùy thuộc vào cấu hình. Đầu tiên thì có thể thấy là LG Gram 14-2021 vẫn gây ấn tượng rất mạnh với trọng lượng nhẹ bẫng, kích thước gọn nhẹ và nặng chưa đến 1 cân cho phiên bản 14 inch này. Bất cứ ai lần đầu tiên cầm Gram trên tay thì đều phải ngỡ ngàng về trọng lượng nhẹ đến không ngờ của mẫu laptop này. Bạn hoàn toàn có thể cầm nắm máy bằng một tay trong thời gian dài mà không mấy khó khăn. Và bản lề của Gram thì cũng rất là chắc chắn, cho phép mở màn hình bằng một tay dễ dàng và có cả tùy chọn mở màn hình là bật máy luôn, rất là tiện lợi. Cái phiên bản màu trắng mà mình đang trải nghiệm đây thì nó tỏ ra đặc biệt phù hợp với người dùng nữ nhờ cách phối màu trắng muốt từ nắp máy, đáy máy đến khu vực bàn phím, chiếu nghỉ tay. Màu trắng kết hợp với thiết kế mỏng gọn càng khiến Gram trông mềm mại và cuốn hút hơn hẳn. LG Gram 2021 thì vẫn trung thành với việc sử dụng chất liệu hợp kim Mage Nano Carbon cho cảm giác hơi giống nhựa khi mà sờ vào, dù máy vẫn rất là chắc chắn, cứng cáp. Nhiều bài test về độ bền đã cho thấy là Gram thực sự bền bỉ và có thể chống chịu được tốt với các va đập mạnh. Và theo LG thì phiên bản 2021 này thì vẫn đạt độ bền chuẩn quân sự STD810G sau khi vượt qua 7 bài kiểm tra về chịu sốc, va đập, áp suất thấp, nhiệt độ cao, thấp, bụi rung lắc hay là sương muối. Và dù mỏng nhẹ nhưng mà các kết nối của Gram 2021 vẫn được trang bị đầy đủ với hai cổng USB 3.2, hai cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4 có thể xuất hình ảnh 8K, truyền dữ liệu băng thông lên tới 40 Gbps, cấp nguồn chuẩn USB BD công suất tối đa là 100W. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cổng HDMI, khe cắm thẻ nhớ microSD, jack 3.5 combo tai nghe và mic, và các kết nối Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 đều có mặt đầy đủ. Tiếp đến là màn hình. Màn hình của Gram từ trước đến nay thì vẫn nổi tiếng với độ sáng cao, trong trẻo, màu sắc tươi tắn, và trên Gram 2021 thì điều này tiếp tục được phát huy với tấm nền IPS có thể tái tạo đến 99% giải màu DCI PA3. Cải tiến đáng giá hơn cả là việc LG đã chuyển sang tỷ lệ màn hình 16:10 cho tất cả các phiên bản Gram 2021. Nhờ cái tỷ lệ mới vuông vắn này so với cả tỷ lệ 16:9 truyền thống thì Gram 2021 tỏ ra đặc biệt phù hợp cho các công việc văn phòng, làm việc nhiều với cả văn bản, bản tính, nội dung web. Kích thước về màn hình cũng được làm mỏng hơn và lề cải tiến được giấu kín, tạo cảm giác như là màn hình mỏng đều ở cả bốn cạnh, mang đến nội dung hiển thị rất là thoáng đãng. Ở bản 14 inch thì Gram 2021 vẫn giữ độ phân giải Full HD cho độ nét chi tiết tốt. Còn ở các phiên bản 16 inch và 17 inch thì Gram 2021 sẽ có độ phân giải là tương đương mức 2,5K, phù hợp cho các người dùng làm thiết kế hay là đồ họa. Phần webcam thì vẫn được đặt ở vị trí cạnh trên quen thuộc chứ không nằm ở phần bản lề khá dị của bản 2017 nữa, giúp cho việc chat video tiện lợi dễ dàng hơn. Bàn phím và bàn dây chuột của Gram 2021 đã có những cải tiến đáng kể. Tuy mỏng nhẹ nhưng mà bàn phím của chiếc laptop này vẫn cho cảm giác gõ rất tốt, độ lầy cao hơn hẳn so với đời trước nhờ việc được tăng hành trình phím lên từ 1,5mm lên 1,6mm và không hề bị hiện tượng lún phím lệch quá nhiều nên cho tốc độ gõ nhanh, ít lỗi. Bàn phím này thì có đèn nền hai mức sáng rõ giúp làm việc thuận tiện trong đêm và không cần phải bật thêm đèn bàn nữa. Cảm biến vân tay dạng chạm thì được tích hợp thẳng vào phím nguồn cho độ nhạy tốt. Chỉ cần chạm nhẹ là nhận lệnh, mang đến độ tiện lợi lớn hơn nhiều so với việc phải nhập mật khẩu truyền thống trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật. Bàn dây chuột thì có kích thước lớn, diện tích tăng thêm đến 11% so với đời trước nên rất là rộng rãi, thoải mái. Bạn sẽ gần như không cần phải dùng thêm chuột rời nữa nếu chỉ duyệt web, chỉnh sửa ảnh cơ bản. Về hiệu năng thì ở phiên bản Gram 14-2021 mà điện tử tiêu dùng trải nghiệm ở đây thì có cấu hình gồm vi xử lý Intel Core i7-1165G7, 16GB LPDDR4X 4266MHz, ổ cứng SSD 512GB chuẩn M2280 PCIe 3.0X4 và card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Máy cho hiệu năng rất là nhanh nhẹn, mượt mà trong tất cả các tác vụ và không có gì để phàn nàn cả. Điểm đáng chú ý ở cấu hình của Gram 2021 ngoài việc được trang bị cái vi xử lý Intel Core i7 Tiger Lake thế hệ 11 mới nhất này thì nó còn có đến hai khe cắm SSD M2 cho phép người dùng có thể nâng cấp thêm phần cứng thành Dual SSD để nâng cao hiệu suất.
Và đây cũng là một trong những mẫu laptop mỏng nhẹ hiếm hoi trên thị trường hiện nay, cho phép chúng ta có thể lắp tới 2 chiếc SSD M2. Nhiệt độ hoạt động của RAM với các tác vụ thông thường hoàn toàn mát mẻ, máy chạy êm và rất hiếm khi nghe thấy tiếng quạt, và hoàn toàn thoải mái khi mà chúng ta đặt lên đùi sử dụng. Về thời lượng pin thì với RAM 14/2021, viên pin vẫn được giữ ở mức dung lượng cao là 72Wh của thế hệ 2020, đảm bảo máy có thể hoạt động từ 9 đến 10 tiếng liên tục mới cần phải sạc. Nếu giảm độ sáng màn hình và sử dụng với các tác vụ nhẹ nhàng thì máy có thể cho thời lượng tối đa lên tới 25,5 giờ. Điểm đáng giá khác là việc RAM 2021 cho phép sạc qua cổng USB Type-C rất tiện lợi và chỉ cần một viên pin dự phòng chuẩn PD có công suất từ 40W trở lên là chúng ta có thể sạc cho RAM ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Tổng kết lại thì với những gì thể hiện thì LG RAM 14/2021 đã cho thấy máy vẫn giữ được những ưu điểm nổi trội về tính cơ động nhờ trọng lực cực nhẹ, thiết kế mỏng gọn, pin bền bỉ. Máy đã có những cải tiến rõ rệt ở độ tối ưu cho công việc nhờ màn hình 1060, viền mỏng, hiệu năng nhanh nhẹn, khả năng nâng cấp phần cứng để tăng hiệu suất khi cần thiết. Các yếu tố khác như là âm thanh, webcam, bàn phím touchpad đều nhìn hơn thế hệ trước. Và trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 này thì xu hướng làm việc tại nhà đang phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và rõ ràng với những mẫu laptop mỏng nhẹ, cơ động, pin bền bỉ như LG RAM 2021 thì chắc chắn sẽ là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp để chúng ta có thể làm việc mọi lúc mọi nơi mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối đa. Như vậy là mình vừa gửi tới các bạn video đánh giá về chiếc LG RAM 14/2021. Các bạn thấy sao về chiếc laptop này? Hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé. Nếu thấy video này hay thì đừng quên đăng ký, like, share kênh YouTube của Điện tử Tiêu dùng để nhận được những video sớm nhất. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!